vận chuyển về nó bị lạc cái bánh mâm trước rồi. Giờ mình còn cái bánh mâm sau của Sì Bắc 135 này mình bán với chai luôn nha anh em. Đây, đầu tiên là mua mâm rồi cứ thử coi nó có cong quanh nhảy nhót gì không ha. Đây, quay anh em ha. Mâm viên nguyên bản nha, không nhảy nhót gì hết nha anh em. Rồi, ok. Đây cái mâm này còn một cái mâm Sì Bắc 135 mi nha anh em, mâm rã xe Thái về nha. Còn cái mâm sau, mâm luôn má đùm này nha. Đó, đúng mâm Sì Bắc nha, size 1.6 nha 17 nha anh em. 1.6 nha 17 nè. Mâm em trai nha. Mâm viên Thái Lan. Đây. Sơn viên hết nha. Đó, mâm như hình. Rồi còn cái này mình bán giá dây chai cho anh em ha. Đây nè, con này mình bán cái mâm sau này giá nha. 799.000 nha anh em. Anh em xài alo mình nha. Sao Sì Bắc ha, đúng mâm Sì Bắc, càng xài cứ alo em nha.